Israel đã thực hiện ít nhất là một cuộc không kích vào vùng ngoại ô của phía nam Beirut vào sáng ngày hôm nay, chỉ vài giờ sau khi Mỹ tuyên bố phản đối phạm vi tấn công của Israel vào thủ đô Liban. Thông cáo từ lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, cuộc không kích lần này là hoạt động tác chiến của không quân Israel với sự hỗ trợ từ các cơ quan tình báo Tel Aviv. Theo đó, Israel đã tấn công vào kho vũ khí chiến lược được Hezbollah cất giấu dưới lòng đất ở khu vực Daye thuộc ngoại ô Beirut, hiện chưa có báo cáo về thương vong. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel đã yêu cầu người dân rời khỏi khu vực phía nam thủ đô Beirut của Liban. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tại Liban tuyên bố để ủng hộ người dân Palestine và bảo vệ Liban cũng như phong trào này. Chiều 15 tháng 10, các chiến binh của họ đã phóng loạt rocket vào thành phố Safed bị chiếm đóng. Hezbollah cũng xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công thứ hai vào Mabat al-Jawra ở cao nguyên Golan của Syria bị chiếm đóng, sử dụng một loạt tên lửa và căn cứ Naftali ở gần thành phố Safed. Chưa có thông tin nào về thương vong và thiệt hại.